Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Yo, xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về sự kiện mới trong ngày Tết Đoan Ngọ nhé. Nhắc đến ngày Tết Đoan Ngọ thì sáng ngày hôm nay mình vợ mình vừa cãi nhau xong. Vợ mình thì cứ bảo là anh ơi, trên đường đi anh xem cho là có cái chỗ nào bán nếp cẩm không để mua em lên trên công ty em diệt sâu bọ. Thì mình mới bảo là ở Phú Thọ này có bao giờ diệt sâu bọ bằng nếp cẩm đâu, toàn diệt bằng hoa quả các thứ thôi. Thì vợ mình bảo là nhưng mà Bắc Giang của em chỉ diệt bằng nếp cẩm thôi. Thế là tranh cãi bắt đầu nổ ra, nên mình mới lại đưa ra một kiến thức cực kỳ bổ ích cho vợ mình. Em biết tại sao ngày xưa lại có cái tục lệ là ăn hoa quả vào cái dịp Tết Đoan Ngọ hay không, và tại sao Tết Đoan Ngọ lại gọi là ngày diệt sâu bọ hay không? Thì vợ mình bảo là không biết. Thì bà nội mình mới kể là ngày xưa ở Việt Nam mình là hay trồng trọt đấy, cho nên là vụ mùa thì bội thu rất là vui. Nhưng mà đùng một cái, có một hôm tự nhiên là vụ mùa nó bị thất thu anh em ạ. Thì người dân không biết làm thế nào, thì lúc đấy xuất hiện một cái ông cụ gì đấy, ông ấy xuất hiện, ông bảo là bây giờ phải lập cái đàn lên, xong đầu cho tí bánh giò này với cả tí hoa quả này đấy, xong lập đàn cúng, mọi người nhảy múa xung quanh, thế là kiểu gì cũng diệt được sâu bọ. Thế tự nhiên sâu bọ lăn đùng ấy chết. Ảo Macada vai. Thế từ bấy giờ là mới ăn hoa quả vào ngày Tết Đoan Ngọ. Đúng. Còn sự kiện mới ở trong game đây anh em ơi, nhưng mà sự kiện này chỉ dành cho server cũ thôi, server mới thì đấy có. Đầu tiên là cái thẻ tháng được giảm giá anh em nha. Cay vãi. Vừa mua thẻ tháng 3 hôm trước xong thì hôm nay nó giảm giá. Chẳng nhẽ nào lại mua thêm cái để gia hạn luôn nhở. 129.000 bây giờ giảm giá xuống chỉ còn nó 79.000 thôi. Là bú luôn. Với cả nó có thêm cái sự kiện là gói ý bánh tình sâu. Ui rồi, lại nạp. Ảo thật đấy. Trong này thì có thể sở hữu được 1.000 tiên ngọc, 200 đầu tiên, 50 tịnh bình thủy, 50 đá ngộ đạo và 40 đá thiên cơ. Hai cái này thì dùng để tẩy luyện ở trong cái phần pháp tắc thiên địa. Cái này dùng để khóa dòng này. Canh kim, tiên thiên linh thảo, đạo thư, cô luân thiết, tử linh kim và đạo niệm. Thế thôi à. 249k thì có cái gì khác hơn không? Vẫn là mấy cái đấy. Cái này, ai xì bà, dương vật cưới tùy chọn à nha. Khiếp, ghê vậy. À, tịnh bình thủy thiết các thứ này. Ảo vậy. Tịnh bình thủy đá ngộ đạo. Ôi, vẫn là mấy cái đấy. Nhưng mà có thêm cái dương vật cưới tùy chọn anh em nhé. Để mình xem nào, nhiều vãi. 799. À, bắt đầu có gói ấn ký level 4 này. Ây à, linh thú truyền thuyết tùy chọn luôn này. Được anh nhỉ. 779 bắt đầu thấy có ích hơn tí rồi đấy. Ô bên này thì mình có thể lựa chọn đào. Ôi thì chết, quên. Nãy mình chưa xem ô bên này anh em ạ. Ô bên này là có la bàn linh giới này. Hiện tại là bây giờ ở trong cái phần tầm bảo ấy anh em ạ. Đây này. Cái phần này này là pháp bảo, quên lại là tầm bảo. Đây, khi mà tầm bảo chúng ta sẽ mở ra hai cái giới này anh em ạ. Phá toái thiên cung và thần di linh vực. Nói chung là cũng mạnh đấy. Nhiều pháp bảo xịn xò con bò đây anh em. Mấy cái pháp bảo tăng nhiều yêu lực vãi. Rồi, tiếp tục xem thêm là có cái gì bên này không nhá. Ngự linh thạch trái huyền hoàng, phù thiên diễn này. À, nó đến phù thiên diễn mới nhớ anh em ạ. Ôi giời ơi luôn, mình đã phun vào một rồi. Với cả ngày hôm qua, đúng đêm hôm qua luôn, 11 giờ mình vào vận may này. Mình ra luôn một cái gói thần thông ngộ đạo đỏ đây anh em nhìn thấy này. Mình đã đạt được 1/3 nhá. Ui lúc đấy kiểu trước khi đi ngủ mình cầm điện thoại mình chơi sơ ấy. Thế là thôi, ra luôn. Thế là bây giờ mình có hai cái thần thông ngộ đạo tùy chọn. Ôi vãi trưởng. Anh em nào lấy một cái thì để lại comment ở bên dưới nhá, để mình ship cho nha. Ok. Đây, đào còn 3.900 này, bởi vì là hôm qua là đang cày cái series cày cuốc cùng với cả anh em. Nhưng mà là cuốc ATM ấy. Thế cho nên là đang chưa xả được đào. 3.900. Tí nữa xả vỡ bom luôn. Đây nữa, tí nữa đi khiêu chiến yêu vương ấy, kiểu gì chẳng được hơn nhìn đào, xong đầu lại trong phần khúc địa này nữa. Đấy. Kiểu gì là cũng sẽ có tầm 2.000 đào nữa trong ngày hôm nay, lên 6.000. Nhanh lắm, xả vã nhái luôn. Tiếp tục nha anh em. Đây là hết rồi này. Dương luyện hóa tùy chọn này. Có 24 đá ngũ sắc này. 249k thì bên này thì chắc là cũng tương tự. Nhưng mà phần thưởng nó sẽ nhiều hơn tí. 499 thế nào. 499 cũng tương tự nhưng mà đá ngũ sắc là 100. Uầy. Anh em ơi, thế thì ngon đấy. Nếu thế thì là ngon đấy anh em ạ. Bởi vì là cái ô bên này có rất là nhiều đá ngũ sắc này. Chứ còn chính ra là nạp này là ngon hơn nạp cái tiên duyên nha anh em. Tiên duyên 249k. Đâu nhỉ? Đây này.
À không, Tiên Duyên cũng ngon đấy. Tại vì Tiên Duyên là nó nhận được hết những cái ở dưới này. Không, nhìn chung là ngày hôm nay nếu như mà đây, nếu như xem cả ô bên này nữa thì mình thấy là cũng được ấy. Không biết nỗi nào. Rồi. Đào tiên 1000 luôn này. Tịnh mình thủy 200 và rất là nhiều những cái phần thưởng khác được đó nhỉ. 1299 bên này nè. Wow. Vẫn thế thôi. Phần thưởng nó vẫn thế, chỉ có cái là nhiều hơn. 2499 thế nào? Ui, 2499 khác bỏ đây anh em ạ. Ấn ký này, level 5 luôn. Và có thêm một số những cái, ví dụ như thần thông hộ đạo tùy chọn. Nói chung mấy cái này đều tùy chọn hết. Ô thứ 2 xem là cái gì nha. 4000 đào tiên này. Dương tẩy luyện tự chọn này. Ồ, cái này cũng ngon này. Đặc biệt là với một em pet cực kỳ cúi bắp như mình thì rất cần nha. Phù thiên diễn 5003. Nhiều phết nhỉ. Nhìn chung là ngày hôm nay thì chỉ có sự kiện liên quan đến nạp thôi. Sự kiện dành cho anh em cày chay thì khả năng là không có rồi. Chỉ có nạp với cả giảm giá thẻ tháng này anh em này. À, với cả nó có thêm sự kiện về tích nạp anh em ạ. Đây này. Hôm nay bắt đầu lại ra lại sự kiện về tích nạp rồi. Ủa, nhưng mà rõ là thấy có hai cái skin đây. Mình cứ tưởng nạp được skin nhưng mà không phải nha. Nếu như tích nạp thì chúng ta sẽ có thêm đào anh em nhé. Và đặc biệt là tích nạp đủ 2000 cơ duyên thiên địa. Vãi, nạp 2000 cơ duyên thiên địa mới được cái pháp bảo thần thoại ngọc cổ long này á. Đặt thế. Thôi, nói chung là anh em nạp bao nhiêu nạp có thêm tí đào vào thôi, chứ còn không đánh giá cao cái sự kiện tích nạp lần này anh em ạ. Thế là hết sự kiện mới nha anh em. Thế anh em nhớ đón xem gọi là tập 2 trong series cày cuốc ATM cùng với cả 500 anh em nhé. Cuốc lần này ATM nhưng mà cuốc ít thôi, cuốc ngày đầu thôi, còn những ngày sau thì mình có nạp đâu. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.